Chị ơi, cho bông mà đẹp đâu chị? Chị ơi, đó có người chơi vui lắm nè chị ạ. Chị cháu bông và chị trong kia. Hai chị em chơi gì vậy con? Ôi, đứa nào lôi máy ra đây? Không biết. Không biết á? Máy của Ti Ti. À, máy của Gấu. Đây nha. Mày lấy cho hai chị em ăn nhá. Đố con đây là hạt gì? Hạt quả. Quả hạnh nhân. Ti Ti ngồi lên đây với mẹ. Mẹ lấy cho Ti Ti ăn nào. Gấu ngồi ra đây. Ngồi vòng quay lại nào. Đây. Rồi, ngồi đây nha. Đây nó đang dính nè. Cái hạt này ăn tốt lắm ấy. Kéo, đi đi kéo ra cho mẹ. Đi đi kéo đi, kéo kéo. Mạnh nào. Cố lên. Ôi. Kéo. Ôi dính đầu em Ti rồi. Quần nó quấn nhiều thế. Lại dính đầu em Ti rồi. Hết rồi. Nở đây là mẹ vứt rác đi nào. Đây. Thế nào. Mở ở đâu ta? Không biết. Ủa vẫn đang còn. Vẫn đang còn dính. Đây rồi. Đừng con. Đây nè. Thích không? Gấu này. Nhìn này. Wow, ngon chưa? Cái này không nói được. Ngon không? Ngon. Đây từ từ gấu. Nè, ngon không? Ti Ti nè. Thơm nhờ. Mẹ cho nó. Rồi để mẹ lấy cho nhá. Ti Ti ăn được không? Ngon. Đây mẹ con nào, đây mẹ bóc vỏ cho. Mẹ cho nó bóc. Ăn đau quá à? Từ từ để mẹ. Đây, của gấu đây. Nào đưa mẹ bóc cho Ti Ti. À đây mẹ lấy cái nắp này mẹ bỏ vỏ luôn. Ti Ti bỏ ra ngoài rồi à. Thơm nhờ. Đây. Ngon không? Cái hạt này nó cứng quá. Hạt này cứng quá. Mẹ ăn chỗ cái hạt cứng quá. Nó cứng lắm. Con cắn á. Non. Thì Ti thích ăn quả này lắm này. Ăn cho ngọt ngọt. Cho nhạt nhọt. Chôm chôm, mặn mặn. Chỗ này không kìa, mà đã ăn lắm. Mời bạn ăn nhá. Cái vỏ nó mặn quá. Ui, nhớt rồi.
lấy nước con uống nhá. Chị uống nước không? Mẹ lấy nước luôn. Đấy, mẹ đi lấy cho. Hai chị em ngồi yên nhá. Con lấy cho Titi ăn đi, mẹ đi lấy nước cho. Nước đây. Mẹ bóc cho chị này. Nào con cầm con ăn. Con cầm con uống. Hạt này ăn mặn mặn xong khát nước đúng không? Cẩn thận không đổ nước con ơi. Con cầm thẳng ca lên. Để mẹ để ra đây nhé. Mẹ bóc ra tí nha. Rồi. Ê, non chưa? Chưa, chị mê ông đài rồi. Chết ta mê rồi. Chưa mê ông đài. Ồ, cái hạt này siêu to luôn gió này. Con không ăn không? Con không ăn à? Không. Chị đi làm gì ấy? Chị làm gì ấy? Chị làm gì ấy? Con ngồi thẳng lên. Mẹ bóc cho Titi đã nhá. Cái hạt này cứng quá Titi ơi. Titi ăn, Titi nhả ra đây rồi. Mẹ cho đau. Con đau gì? Rồi. Mẹ bỏ ra đây thì uống tiếp nhá. Đi, mẹ bóc ra đi hạt nữa rồi. Con bóc đi, con bóc con ăn đi. Cái hạt đấy mẹ xem nào. À, cái hạt đấy khó bóc đấy con ạ. Để mẹ lấy hạt dễ bóc cho con nha. Ừ, có đi thi này. Mẹ để lại đây mẹ bóc ra. Úi. Đi thi rồi. Mẹ đưa cho đi thi rồi mà. Có đi thi đâu? Đây nè. Nè. Titi bỏ ra đây nữa này. Mẹ nghe tiếng gì ấy? Mẹ có nghe tiếng gì đâu. Mẹ nghe tiếng gì đấy? Thôi con đừng gõ. Mẹ ướt vai chỗ ta rồi. Ai làm ướt? Không phải. Giờ con ngồi đây con bóc cho Titi ăn để mẹ đi ra ngoài xem có ai gọi ở ngoài đấy nhá. Dạ. Ừ, hai chị em ngồi đây chơi con bóc cho Titi ăn nhá. Dạ. Ok. Mẹ cho móc được. Cho móc được à? Cái hạt này nó cứng. Mẹ bóc hạt cát cho Titi đừng bỏ đây con. Đây. Ướt áo rồi. Ướt áo rồi. Rồi. Đây nè, của Titi đi ăn chưa hết nữa. Rồi hai chị em ngồi chơi đi nha.